Vào chiều tối ngày 4 tháng 8, mạng xã hội đã xôn xao câu chuyện ba phụ nữ bị một tài xế hãng taxi Hoàng Kiếm hành hung ở bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Chiều qua, công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã mời đại diện hãng taxi này và tài xế xe trong vụ việc đến làm việc. Theo đơn trình bày của tài xế Nguyễn Ngọc Tuyền tại cơ quan công an, anh Tuyền thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã với ba nữ khách tại bến xe Yên Nghĩa trong chiều ngày 4 tháng 8, Cụ thể khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 8, anh Tuyền có gặp ba khách nữ có nhu cầu đi từ bến xe in nghĩa về một khu chung cư gần đó. Tài xế Tuyền đưa ra mức giá 80.000 đồng nhưng ba cô gái này không đồng ý và muốn đi theo giá trên đồng hồ. Tuyền đồng ý và mời ba khách lên xe, nhưng lúc này các cô gái lại không nói gì. Sau khi mời vài lần, giữa tài xế Tuyền và các khách nữ xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới xô xát. Tuyền đã dùng dù đánh vào đầu, vai và lao vào tát ba cô gái trên. Trước mắt, hãng taxi đã ra quyết định tước phủ hiệu của xe taxi này và đình chỉ 30 ngày đối với tài xế tuyển.